Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn lại quay trở lại video tiếp theo, đúng không? Chào các bạn nha. Đấy, các bạn. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục cái series ẩm thực các bạn ạ. Đó là hôm nay gì nhỉ? Trời. Vải các bạn ạ. Solo vải. Đấy, hôm nay hai anh em mình sẽ thi ăn vải, người cuối cùng ngừng ăn vải nhá mọi người. Vì những cái món này nó rất là độc nóng thôi các bạn ạ. Mùa nóng này, cứ chờ các bạn nhìn được. Ngon lắm. Đấy các bạn nha. Thiểu phải thiểu đúng rồi. Không có các kèo gì. Kèo chưa tiền này. Tiền nào có tiền nào? 500. Hãy đếm vào đây cho mọi người xem nhá. Thích 2, chơi kèo à? 3, 4, 5. Ý là ai ngừng ăn vải cuối cùng là được mỗi người 500 nhá. Đúng rồi. Ok, chơi. Xong tôi đếm xong tôi có đủ 500. Xong thua chắc rồi. Đây các bạn. Ái chồng. Đây vẫn đủ 500. Chơi luôn. Chơi nha. 2 này, 3, 4 này, 5 mọi người nhá. Ok. Đâu ông đâu ở đây. Rồi. Rồi đi. 2 3 4. Ui, giống của tôi rồi đấy. Ừ. Thấy nha. Ăn mốt rồi. Hai anh em mình nếu mà người nào rơi ra góc này. Đây. Đấy, rơi nếu mà người nào mà giành chiến thắng là ngừng ăn vải cuối cùng các bạn ạ. Sẽ là người chiến thắng nhá mọi người. Đây, về cả lên, rơi tiền ra cho mọi người xem. Úi sợ. Cốp tiền ra đây. Cốp. Để đây mọi người nhá. Ai người ăn vải cuối cùng. Các bạn ạ, đây là vải thiều. Anh em mình hôm nay sẽ là thi solo nó ăn vải, người cuối cùng người ăn vải. Đấy. Bây giờ thôi chuẩn bị chưa? Ok, 1, 2, 3, bắt đầu nha anh em nhá. Các bạn nha. Nghĩa là không cứ ăn nhiều ít nha, cứ ngừng ăn vải là thua nhá. Ai không ăn thua. Ngọt lắm không ạ? Vải thiều hả? Vì những món này là món nóng nhưng mà nó được cứ vào mùa mùa hè thôi. Đúng rồi, nó không vào mùa hè này càng mùa, càng nhiều đồ nóng kìa. Ừ. Ngon vãi à. Nó kiểu ngọt mình sát đấy. Vậy mình phải ăn 10 cân rồi. Ai ăn? Tự tin thắng ông Sơn Bên Ốc. Rồi kia mai mọc cây vải. Làm gì mọc được. Đồ ngọt này nó sở trường của anh Tùng rồi. Nha. Mình không để mất 500 được vậy. Tôi cũng không để mất. Không để mất. Mất là hơi tiếc. Vì mùa này nó nhanh thối lắm, những quả vải nha. Nếu mà không ăn ngay thì nhanh thối lắm. Thế thì đã khô rồi. Ừ. Mình mua từ sáng rồi mà đã để nó đã bị khô hết rồi. Để ngoài, quên ở ngoài. Nếu có thắng cuộc được không? Tổng cáo. Thắng ác luôn nha, trên kéo ông Xuân. Trên kéo chắc chắn là phải thắng. Bạn này có ngọt không? Ngon. Mà nó mấy quả nó cứ khé khé cổ đấy. Vậy thì ông tuổi gì mà ăn với tôi? Tôi còn ăn nhiều lắm vì đồ ngọt nó là sở trường của tôi rồi. Không sao. Ăn mới biết được. Chơi hẳn một nia mệt. Mệt vải thiều. Anh em mình sẽ solo luôn. Ăn hết chùm luôn. Ngon. Quá là tuyệt vời. Quá là bình thường. Ừ.
Hột quả này bé lắm này các bạn ạ. Nhưng chưa có quả. Cái hột nó bé tí tí ấy. Nhưng quả chưa bao nhiêu. Chắc ăn được 20 quả rồi. Nó cái cổ quá, ngọt quá. Nó vải thiều xịn quá. Nó mấy quả nó ngọt. Ngon. Một phiến này. Nói thật với các bạn nha, nếu mà nói về ăn đồ ngọt như vải thiều như vậy á, Tùng Cáo không đủ tuổi ăn với tôi nha. Tôi là thánh ăn ngọt. Phết, mình ăn 20 quả đã cổ ra ngọt sắc rồi mà. Ông Xuân mình ra mình hết rồi. Tôi là thánh ăn ngọt đâu. Ông không đủ tuổi. Để xem tôi ăn này nào. Này nó chưa có sâu ấy mọi người. Nếu mà để lâu là nó đen đen đầu là nó. Mua chung này có sâu nhỉ. Mới mua sáng này mà nó héo quắt. Ngon không Xuân? Những quả này nó thật cho các bạn, nếu mà người nào mà không chịu nóng được thì không ăn được luôn các bạn. Cái này phải dành cho những người nào máu nóng, nhiệt độ như chúng tôi đấy, ăn một toát hết mồ hôi rồi này. Như chưa? Như ăn cay rồi. Chúng tôi đây là còn hơn ăn cay cấp độ. Nhưng mà ăn quả này nó cũng nóng ruột đấy nhỉ. Nhưng mà nó nóng bổ anh ạ. Nóng bổ à? Vậy à? Nóng bổ rồi. Xuân đại ca ăn nhanh đấy. Tôi đối với quả này ăn nó bình thường. Ngon nhỉ. Xuân ngon đấy. Ăn bao nhiêu chưa? Mình thấy bụng mình nó nóng nóng rồi các bạn. Ở đây nó cuốn hút bọn nhặn á. Rồi nhặn vì nó là ngọt. Có đường. Đường. Bụng có vấn đề gì hết. Mình mất mặt cố. Nếu mà bạn muốn mất 5 nít kia thì để tôi. Đau bụng mình mất mặt cố. Cố mà ăn khỏi mất 500 ấy. Chắc ăn nhiều quá. Bây giờ cái việc ăn nó là việc khổ đấy mọi người. Đấy, đây à. Nó là nó không sung sướng gì. Đúng không? Đúng thế. Mai mọc đầy cây nhãn. Mai nhiều cây nhãn.
cái vải. À cái vải. Mai thử sách thiên nhã. Nồng lắm mà không biết vị nhãn nó nhào nhỉ. Nhãn đã đắt. Nồng lắm mà không biết vị nhãn như nào. Tại nâu rồi hoa. Nhãn nhau mùa hè đúng không nhỉ? Ôi, nó nghe nò. Nó quá. Nó bụng nó đi. Bạn ăn đi. Ông Xuân bỏ thuốc rồi thôi ạ. Ông Xuân chơi chơi thuốc rồi. Ăn đi bạn. Bạn cứ ngồi bạn nghỉ vậy à? Bạn ăn vậy sao mà thắng được tôi? Tôi là thánh ăn nè. Ăn đủ con này khô. Mới mua sáng mà nó là khô cong. Nó bụng như vậy nhỉ? Khô bỏ này. Mới mua sáng mà tanh 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 tanh. Cố các bạn ạ. Không mất 500 tiếp lắm. Ngon thì ngon thật, cũng tốt rồi. Ngoài này là phải thiều mới ăn, nó rất là ngọt mọi người. Ngọt cũng ra nó khé cổ. Ai mà ăn không chịu ngọt được, không ăn à? Những ai mà tiểu đường thì ăn rất là ngon các bạn. Ngon nữa. Ngon lên bán. Cô bán ạ. Tôi bỏ cuộc rồi. Đau bụng. Không. Ăn như cái này nó nóng quá bạn ạ. Nếu mà người nào mà không chịu được là đau bụng đấy. Đúng đấy. Với bạn đau bụng rồi đây. Bạn ăn được nữa thì ăn, không ăn được nghỉ nhá. Không ổn rồi. Ý bạn sao? Tạm dừng tại đây rồi. Ủa trang tiếc quá nhỉ. Ăn được nữa không? Không ai đủ tuổi ăn cái này với tôi đâu bạn ạ. À. Nói thật với bạn ạ. Ui, các bạn ơi, mình tạm dừng đây. Đâu á. Đây các bạn ạ. Tùng cáo chưa đủ tuổi ăn ngọt và phải với tôi các bạn ạ. Thế ra là tôi sẽ được 5 lít này của nó nhá. Đấy. Bây giờ nó đang đau bụng nó chạy rồi các bạn ạ. Vậy là tôi được 5 lít hả? À, nó làm sao mà đủ tuổi ăn cái này tôi các bạn đúng không? Tôi là nói thật với bạn, ăn ngọt thì nó là đỉnh của đỉnh rồi. Không ai đủ tuổi nhá bạn Tùng nhá. Nói với bạn rồi. Bạn cứ đòi mẹ thắng tôi, thắng làm sao được. Nhưng mà thôi còn chỗ này thì tí nữa mang về phát cho khu xóm nhá. Nhiều phết đấy các bạn. Nếu mùa sáng mà héo co nó quắt. Thời tiết ở mình này nắng lắm. Hôm nay là hoa quả các thứ là đều kiểu bị héo hết các bạn. Đấy thôi khéo mình xin tạm dừng clip nhé các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip anh em mình hay hãy cho một like, share và nhớ đăng ký kênh các bạn nha. Để nhận những video tiếp theo nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.